Đây trên Thiên Chúa, đây đâm xoa tôi trần gian. Không cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự làm nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa, nhân ngày Tết Trung Thu, chúng con đã cùng với các em đi đồng dự tiệc tân. Xin cho đời tất cả chúng con sáng đẹp tươi trang lòng và không ngừng phát mắt mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người hằng sống và thiên tri muôn đời. Amen. Ngày Tết Trung Thu, con thưa quý vị, ta cùng vỗ tay để chúc mừng. Và khi vỗ tay to lên nè, cho mọi người là vỗ tay to lên để bạn rồi con đi con mời con ngồi ra ngồi xuống và cha thông báo một vài điều ý nhớ con cần sẽ rút đèn trước nhá. Cái đèn thứ tự xin nhận được anh chị em là chuẩn bị đảm bảo chuẩn bị lần nhá, lần đi trước sau đó có cái loa đó ta cũng đang ở đó. Rồi xong rồi đến các chú đi ha, những con chú đi chú quỳnh đi trước và đi từ nhỏ lớn đi, sau đó là đến chú đi học em mới đi ra ngoài thì chúng con sẽ đi hai hàng nhá. Và khi con đi đấy sẽ đi ở bên trong và xin nhờ các thầy giáo cũng như những phụ huynh đi theo đó đi hàng ở ngoài để mà ngoài đường á, những ngoài đường á để cho em an toàn ha. Lớp xe đấy nên đây là xin nhờ vui ta ai có thể đang đi qua đường đó đi theo luôn đi đi thẳng ngoài bảo vệ cái đèo trong. Và sau khi đi đi đến nhà ông Phí Phúc thì cũng quay lại nhà thờ. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho chị em. Lời xong chúc anh chị em đi bình an. Xin
quan thầy bà thiên thần bà thành tình chúa con trong đêm hôm nay. Lạy Chúa chúng con kỳ dâu thánh gia xin chữa chúng con cho mọi kẻ thù với dân cha bà con và thánh thần. Lạy Chúa con thờ lạy Chúa. Mỗi lớp cử ra